Vâng, xin cảm ơn quý vị đã tín nhiệm mà các cái sản phẩm mà tôi giới thiệu trên kênh YouTube của mình. Thì hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi xem một cái lô đất nó rất tuyệt vời đến mức là mọi thứ đều có thể đầy đủ hết cả, kể cả về pháp lý cũng như là mặt bằng rồi các cái yếu tố điều kiện là đều hội đủ để các bạn có thể làm dự án tùy theo sở thích của mình thôi. Đó là một lô đất rộng đến 3,3 hecta. Đấy, 33.188 m2. Thì trong đó đã có đầy đủ luôn các bạn ạ. Đất ở 480 m này. Đất trồng cây lâu năm là 1.336 m này. Đất trồng cây hàng năm là 6.326 m này. Còn lại là đất rừng sản xuất với hơn 25.000 m. Đấy, tổng thể là 3,3 hecta và lô đất này thì chủ chỉ thu về tầm khoảng 10 tỷ thôi là các bạn đã có thể chọn gói đầy đủ hết cả rồi. Thì lô đất nó thuộc về xóm Thiều Lau, xã Thu Phương, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Đó, thì có rất nhiều đường đi từ Hà Nội đi lên thì nó tầm vào khoảng hơn 70 cây, 75 đến 80 cây tùy theo đường thôi, rất nhiều đường đi đấy. Thì nếu như đi theo đường quốc lộ đại lộ Thăng Long mà qua thành phố Hòa Bình, qua Kỳ Sơn, qua thành phố Hòa Bình rồi rẽ vào bên tay trái đấy, qua đến qua thị trấn Cao Phong rẽ vào bên tay trái thì nó tầm khoảng 80 km thôi các bạn ạ. Đấy là đường gọi là, còn đi theo các đường ngắn hơn thì nó chỉ tầm khoảng 72-73 km, tức là khoảng 1,1 tiếng rưỡi các bạn nhé, từ Bixi Thăng Long Hà Nội đi. Đấy thì lên đây các bạn sẽ được mục sở thị với mảnh đất tương đối bằng phẳng, hết sức bằng phẳng, mọi thứ đều đầy đủ và các bạn có thể chiêm ngưỡng cái khí hậu ở đây thì rất tuyệt vời và thổ nhưỡng ở đây thì cũng không có gì mà chê cả. Vâng, các bạn hãy nhanh tay bấm theo số máy tôi hiện trên màn hình để thu xếp những cái cuộc đi xem và đàm phán thu mua cái lô đất này nha. Vâng, xin hẹn gặp lại các bạn trong các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi của quý vị các bạn và xin quý vị các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của video clip này đến những người khác cùng quan tâm, cũng như đừng quên đăng ký kênh và bật chế độ bật chuông để thường xuyên nhận được các cái thông tin mới nhất trên kênh YouTube của tôi.